Cái này cái nu của công nha bạn. Chiều chiều có ánh nắng nữa nè, mình quay lúc trời nắng. Cái này nó có cái bát da đẹp lắm. Đế là cũng tương đối đều vòng vòng các bạn. Vòng vòng chỗ nào nó cũng có rễ hết á. Mấy chỗ này nó cũng có rễ nhưng mà hồi xưa là lý do là cây này là đế tự nhiên, đế đều tự nhiên thôi nha, chứ không phải sắp rễ. Nó có rễ nhưng mà nó cắm xuống. Cắm xuống. Chứ không nó sắp ra như bàn tay như sắp đế được. Mà nhìn nó hay, nhìn nó cái là đế này là đế theo tự nhiên thôi. Ta trồng ngẫu nhiên nó có nhiều đế đẹp. Cây này chiều cao nó khoảng 18 19 gì thôi. Cái cụm cái này nó khoảng nghĩ chắc khoảng 38 40 mẹ, nó cũng bự lắm. Tại cái bát chia. Cái bát chia nó chài theo bát chia, nếu mà đo chỗ này cho khoảng 38. Cây này đẹp mà, cây này nói chung là cái tông lùng. Cái cây nó có nét. Cây này nói chung nó cũng có tiềm năng á. Cây này nuôi mật khỉ nha bạn. Nuôi cục cục. Nói chung cây này cái tông cây thẳng luôn, mốt nó ra cái đỉnh ngay chỗ này các bạn. Người ta chọn ngay cục nu là ngay cái đỉnh nha. Hoặc là về mình chọn lại bạn, chọn lại mặt tiền các bạn. Cái này người ta chọn mặt tiền mấy bên đây. Nói chung mấy bạn không thích gì mấy bạn chọn cái mặt tiền lại mấy vậy các bạn. Đục bơm lại ngay chỗ này lại nè, chọn cục nu này. Xuống cây lùng chút xíu nữa. Đục ngay chỗ này các bạn. Chọn cục nu này, cái mặt cái dách thì nó nhìn nó chữ A nó đẹp hơn. Cái dách này nhìn nó chữ A nó đẹp hơn nè. Các bạn đục đục vô cục nu nè, chọn cục nu này làm cái đỉnh. Đục bỏ hết. Chứ cái cục nu này nó nằm ngay cái khe gân nhìn nó bị chổi mặt tiền. Cái này mấy bạn chọn mặt tiền ngay dách chia nè, nó có cái dách chia. Cái này thì mình mua về mình chưa có đục lại. Mua người ta đục sẵn bạn. Đục ngay cái dách này luôn nè. Chọn cục nu này nè. Nhìn cái cây nó có cái dách chia này với lại cái mặt tiền mình cái dách chia nhìn cái nó nhìn cái cây nó bự hơn. Mốt mình bắt cành mé bên đây luôn. Bắt cành bên đây. Bên đây bắt một số cành ngoài sau mu lưng nè, điểm nè. Cái này chọn lại cục nu này nha các bạn. Nó có cái dách da đẹp hơn. Đó, để vô nè. Nó bự nhìn cái cây nó hoành tráng hơn nha các bạn. Như là cái mặt tiền nha, chỗ này đế là hoàn toàn đều bon luôn. Nó ra cái dách da đẹp hơn. Còn như nếu mà chọn theo chọn cục nu này cũng được, cái dách chỗ này nó cũng đẹp. Nhưng mà chắc phải đục lại quá. Tại chỗ này nó bị cái có một cái đường gân nổi lên, nhìn cái cây nó bị cái gân này nó bị chổi vô mặt tiền mình, nó chổi vô cái mặt mình. Nhìn đây thì nó đỡ hơn, là cái dách này nó bự hơn. Nói chung tùy cách chơi nha bạn, tùy bạn chọn thôi. Cái này chỉ là một cái phôi cơ bản người ta đã làm rồi, tôi chỉ làm lại dàn đế sơ sơ rồi tôi cắt keo vô thôi. Cái này cái phôi mà tự nhiên về người ta mua, người ta mình mà. Bao nhiêu quan trọng mấy bạn chọn mặt tiền nha bạn. Đó, người ta chọn thì người ta chọn mặt tiền, người ta chọn cục nu bên đây chắc chắn là sau này là uống phải uống theo cái đường mặt tiền này. Cục nu này là cái đỉnh. Bắt một số cành số cành bên hông bên đây vậy nè. Nhưng mà nhiều khi nu bồ công nó bắt cành nó khó hơn cây da đen, nhiều khi mấy cái chỗ này nó không mọc nè, mấy chỗ này nó mọc trên cục nu mấy bạn. Nhiều khi cái da đen thì nó mọc cành nhiều hơn chút. Bởi vì mấy bạn nếu mà mấy bạn muốn bài bản thì mấy bạn muốn chỗ nào thì ghép áp nó vô chỗ đó, lấy mấy cái cành ở dưới dẫn lên ghép áp vô, chứ nó nhiều khi nó mọc không trúng. Như chọn cục nu bên đây xác suất nó mọc trúng nhiều hơn, tại mấy cục nu bên đây nó mọc nè, lại mọc cái mu lưng mà sao với lại mọc ngay chỗ này. Chọn cục nu bên đây nó hợp hơn nữa, xác suất là nó mọc chỗ này nhiều hơn, với lại mọc đây đúng rồi, bắt cành vô luôn là nó đẹp hơn. Nói chung cây này nếu mà bạn nuôi là cũng có tiềm năng đó nha bạn.
Cây này tại nó được cái phôi là nói chung là cũng tương đối đạt rồi, được được chứ không đạt lắm. Mình nói chung đế bọng thì mấy bạn muốn đẹp nữa thì mấy bạn phải làm thêm nữa, muốn mấy cái nó dữ dằn hơn, dắt ngó vô nhiều, dắt vài bài cọng ngó rồi vô cho nhìn nó ra cái bát da dữ hơn. Nói chung cái phôi này thì nó cũng được cơ bản rồi. Đồ công nha bạn, đang bán một số cây nhỏ với số phôi, có mấy cây nào tồn đọng thì mình giảm giá mình bán.